cái toàn bộ thung lũng đây là thung lũng Sông Ninh này. Bên kia đồi cát, bên này đồi cát, ở bên giữa này là một thung lũng toàn cây xanh, phần lớn là cây chặt. Cái gì nhà cỏ à? Không, chà là, không phải cỏ. Chà là, chà là. Lớn lên và diệt đi của con người, trái cây, cây cỏ và động vật như thế nào? Quý vị có nghĩ là có những con vật ở trên trái đất này, có những cây cối ở trên trái đất này có thể biết trước được sự việc không quý vị? Đơn giản cái thế này, thôi này, quý vị có biết con ong vò vẽ không? Biết đúng không? Nếu năm đó Việt nói cứ đơn giản con ong vò vẽ là đơn giản như vậy. Cái này không biết quý vị đã chứng kiến hay chưa, nhưng bản thân Việt là vùng kinh tế mới, vùng Cùa, vùng Tân Sở ở Quảng Trị ấy, Việt biết. Cứ đi trong rừng là bị con ong nó chỉ, nó cảnh chỉ hướng nào, hướng bắc, hướng nào, hướng nam, hướng nào hướng mặt trời mọc và hướng nào là hướng tây. Vậy rằng khi nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây thì biết được rằng sắp tới có mưa. Tròn, này chút loài kia chút thì ra rất là nhiều cái mùi vị ở trong đó. Người cai quản vùng hạ lưu của sông Ninh hay còn gọi là cai quản vùng đồng bằng châu thổ sông Ninh. Ông ai dồ. Looks like a central office for the training relating to the public transportation driver. They're preparing them inside for how to drive the big buses. Oh. I don't think that they're doing your job right. You want to do that, sir? Sorry? You want to do that, sir? No. Public transportation. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cặp đầu cái phải thì đâu ngoài 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 Huh? Look at all the way to the ship. No, no. Compound. Where that's from? Is Van? Van Rowe. Because Rowe? Not Chinese. Chinese? Yeah. This is a very new one. Before it was just a Toyota in Egypt. Now we have another Chinese car. Is that China car? Sorry? Is it over there? This one? No, no. This one? Yeah. Korean. No, no, before, in front of the. Sorry? In front of the. The other one there? Yeah. Yes.